Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chuyên đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu một số thông tin đáng chú ý tuần qua. Ngày 11 tháng 11, hơn 70 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế đã có mặt tại Paris dự lễ kỷ niệm chính thức 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại diễn đàn Paris vì hòa bình, sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đặt hòa bình lên trên hết, đồng thời phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa dân tộc. Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 33 với chủ đề Xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo đã diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 ở Singapore. Tại đây, các nhà lãnh đạo khu vực đã trao đổi về những biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giải quyết những thách thức toàn cầu như môi trường và biến đổi khí hậu. Tại hội nghị cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, lãnh đạo 16 quốc gia đã thông qua tuyên bố chung về đàm phán RCEP, trong đó hoan nghênh tiến bộ quan trọng đạt được trong năm 2018 và khẳng định kết quả này đã đưa cuộc đàm phán đi vào giai đoạn cuối cùng. Ngày 13 tháng 11, Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May cho biết các nhà đàm phán của nước này và Liên minh châu Âu-EU đã đạt được một dự thảo thỏa thuận về Brexit. Văn bản này bao gồm một chốt chặn sẽ được thiết lập dưới dạng một thỏa thuận thuế quan tạm thời trên toàn Vương quốc Anh. Thỏa thuận chứa đựng những điều khoản đặc biệt dành cho Bắc Ireland, theo đó đi sâu vào các vấn đề thuế quan và phù hợp với các luật lệ của thị trường đơn nhất hơn là với phần còn lại của Vương quốc Anh. Ngày 13 tháng 11, Italia cho biết nước này từ chối sửa lại dự thảo ngân sách 2019 để phù hợp với những quy định tài chính của Liên minh châu Âu-EU. Trước đó, EU đã phản đối dự thảo ngân sách của Italia với lý do ngân sách này không thể giảm nợ công và dựa trên những giả định phi thực tế. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 11. Chuyến thăm này một lần nữa khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ hết sức quan trọng, cũng như ngày càng sâu rộng đi vào thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam này sẽ là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ lãnh sự từ năm 1956 và nâng lên thành quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ ngày 7 tháng 1 năm 1972. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ khởi nguồn từ những mối giao lưu về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đặt nền tảng, được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp trong giai đoạn thống nhất và phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Năm 2007, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược và đến tháng 6 năm 2016 tiếp tục được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó đáng chú ý là các chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2014 và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 3 năm 2018, và các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm 2016. Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 11 tới, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, mở ra một cơ hội quan trọng để lãnh đạo cấp cao nhất hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ đến Việt Nam diễn ra sau chuyến thăm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ấn Độ hồi tháng 3 vừa qua. Vậy chuyến thăm này có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ravapatheni Harish, ngay sau đây. Cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian cho chương trình. Ông có thể cho biết mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm Tổng thống Ấn Độ tới Việt Nam. Như chúng ta đã biết, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có từ hàng ngàn năm trước. Các vị lãnh tụ đã sát cánh bên nhau khi hai nước gian khổ đấu tranh cho độc lập dân tộc. Ấn Độ đã luôn là một đối tác lớn của Việt Nam, xuyên suốt qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thời kỳ thống nhất đất nước và cả thời kỳ xây dựng đất nước. Chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi vào năm 2016 đã góp phần nâng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, tháng 1 năm 2018,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Ấn Độ tham dự Ngày Cộng hòa Ấn Độ và Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Ấn Độ. Vào tháng 3 năm 2018, Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có chuyến viếng thăm cấp cao tới Cộng hòa Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng và Thương mại hai nước cũng đã thăm và làm việc lẫn nhau. Và sắp tới là cuộc gặp mặt đầu tiên của Tổng thống Ấn Độ Ramnath Kovind và tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Qua những chuyến viếng thăm cấp nhà nước này, các nhà lãnh đạo hai nước đã có cơ hội đàm phán và xem xét lại mối quan hệ giữa hai nước, cũng như vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai của Việt Nam, Ấn Độ. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Ấn Độ làm việc với tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi ông được bầu từ vị trí Tổng Bí thư. Chúng ta đều biết, ông Nguyễn Phú Trọng là một người bạn thân thiết của Ấn Độ. Ông ấy đã đến thăm Ấn Độ vào năm 2010 với tư cách là Chủ tịch Quốc hội và đến thăm Ấn Độ năm 2013 với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế, chuyến thăm này sẽ càng làm gắn kết thêm mối quan hệ chính trị của hai nước. Trong chuyến thăm này, dự kiến hai bên sẽ đạt được những thỏa thuận, mục tiêu gì thưa ông? Tôi nghĩ quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có rất nhiều mục tiêu. Ví dụ như mục đích của chuyến viếng thăm cấp nhà nước sắp tới là để cho các lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại những thành tựu trong quan hệ, chỉnh sửa những điều thiếu sót và vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Trong đó có hợp tác mạnh mẽ về an ninh và quốc phòng. Hợp tác an ninh hai nước được tăng cường trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm, khoa học hình sự, phòng chống ma túy, chống khủng bố. Đồng thời, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, ARF, ADMM+. Chúng tôi hy vọng qua chuyến viếng thăm này, Việt Nam và Ấn Độ sẽ cùng hợp tác và ký kết được nhiều hiệp định mới. Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ đến chỉ vài tháng sau khi Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Ấn Độ hồi tháng 3, ông có nhận định gì về quan hệ hai nước? Như tôi đã nói, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng sâu rộng và đi vào thực chất trên mọi lĩnh vực như an ninh quốc phòng và kinh tế. Đồng thời, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ 7,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015-2016 lên gần 12,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017-2018. Chúng ta đang trên đà đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Ngoài ra cũng có rất nhiều nhà đầu tư Ấn Độ chú ý tới Việt Nam. Chúng tôi đang thiết lập một diễn đàn kinh tế Việt Nam Ấn Độ hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 4 viện khác của Ấn Độ. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tìm hiểu thị trường hai nước. Cảm ơn ông. Chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Mối quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ được thảo luận trong phần 2 của chương trình. Kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007, hai bên đã mở rộng, triển khai tất cả các lĩnh vực hợp tác. Trong đó, quan hệ kinh tế thương mại được chính phủ hai nước xác định là một trong những trụ cột của mối quan hệ này. Những năm gần đây, hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại được triển khai mạnh mẽ, góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ đã tăng từ 7,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2015-2016 lên 12,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2017-2018. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, một đoàn gồm 80 doanh nghiệp lớn của Ấn Độ sẽ tháp tùng Tổng thống tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, tổng vốn đăng ký đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam đạt 756 triệu đô la Mỹ với 168 dự án đầu tư tại 24 tỉnh thành phố, đứng thứ 28 trên 126 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 7 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng vốn đăng ký là 6,15 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm thức ăn gia súc, phân phối vật liệu xây dựng, xuất khẩu mỹ phẩm, các sản phẩm tin học. Hợp tác về dầu khí phát triển tốt trong lĩnh vực điện,
tập đoàn Tata Ấn Độ đang triển khai dự án BOT xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tại Sóc Trăng, trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành năm 2022. Lý do chúng tôi có mặt ở đây đó là chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các chính sách của Việt Nam rất tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp. Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ đều là thành viên của Hiệp định Đầu tư ASEAN-Ấn Độ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ. Hai bên đang thúc đẩy hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua dự án thành lập Trung tâm Phát triển Doanh nhân Việt Nam-Ấn Độ và biên bản ghi nhớ về hợp tác doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Dù có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, song quan hệ thương mại Việt-Ấn vẫn tồn tại một số trở ngại cần sớm khắc phục. Những cái trở ngại mà ai cũng nhìn thấy, trong đấy có trở ngại về địa lý, xa xôi về địa lý và trở ngại về cái giao thông về đi lại, có đúng không? Thì đấy là cái trở ngại mà ai cũng nhìn thấy. Bởi vì xa xôi như vậy thì vấn đề là ví dụ giao lưu thì giao thương về kinh tế thì nhất khoản là làm gia tăng cái chi phí, đúng không? Ví dụ vậy, làm cho cái sức cạnh tranh của sản phẩm nó giảm đi. Ví dụ vậy thì là có chuyện. Đấy là cái trở ngại nhất. Cái trở ngại thứ hai là những bất đồng về văn hóa ngôn ngữ. Ấn Độ có hàng nghìn ngôn ngữ. Việt Nam ít nhất là nếu mà mỗi dân tộc có ngôn ngữ thì Việt Nam hơn 50 ngôn ngữ. Được biết, tháng 4 năm nay, Việt Nam và Ấn Độ đã mở đường bay thẳng Hồ Chí Minh - New Delhi, giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thưa đại sứ, với môi trường chính trị ổn định và thân thiện, các doanh nghiệp hai nước đang phát triển như thế nào thưa ông? As I said, there are a number of Indian. Ấn Độ có nhiều ngành công nghiệp mà Việt Nam quan tâm. Thị trường Việt Nam vô cùng sôi động và đã phát triển mạnh mẽ trong vòng từ 10 đến 15 năm qua. Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại với nhiều quốc gia và vùng miền trên thế giới. Vì vậy, việc sở hữu một xí nghiệp tại Việt Nam sẽ đem lại cho các nhà đầu tư Ấn Độ cơ hội buôn bán với những quốc gia mà Việt Nam đã ký kết hiệp định tự do thương mại. Đồng thời, Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hơn nữa, Thủ tướng Narendra Modi đã có nhiều chính sách tập trung phát triển vào tạo điều kiện cho việc phát triển thương mại. Bởi vậy, ngành sản xuất tại Ấn Độ đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ, biến Ấn Độ trở thành quốc gia có sức mua lớn thứ ba thế giới. Tôi nghĩ đây là điều kiện lý tưởng cho các nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Ấn Độ, trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang khuyến khích và ủng hộ nguồn đầu tư nước ngoài. Vậy lĩnh vực nào hai nước sẽ tập trung phát triển trong tương lai thưa ông? Nhìn vào các số liệu, trao đổi thương mại nông nghiệp của Ấn Độ với Việt Nam chiếm 40%. Vì vậy, tôi nghĩ nông nghiệp nắm giữ cơ hội rất lớn trong kim ngạch thương mại giữa hai nước, đem lại nguồn lợi song phương dồi dào. Do đó, lĩnh vực nông nghiệp rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Tương tự, thương mại năng lượng tái tạo cũng là một lĩnh vực nổi bật của Ấn Độ khi Thủ tướng Narendra Modi có chính sách sản xuất 175.000 gigawatt điện, trong đó có 100.000 gigawatt năng lượng mặt trời và 60.000 gigawatt năng lượng gió. Có rất nhiều công ty năng lượng tái tạo Ấn Độ nhìn thấy triển vọng phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Ngoài ra, các tập đoàn xây dựng, địa nhiệt cũng như công nghệ thông tin và dịch vụ cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty Việt Nam. Hơn nữa, tôi tin tưởng rằng ngành dược phẩm Ấn Độ cũng là một điểm mạnh trong thương mại hai chiều. Trong bối cảnh, Ấn Độ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu phần lớn thuốc gốc của thế giới. Tôi hy vọng thuốc gốc Ấn Độ với chất lượng tốt và giá thành rẻ sẽ phù hợp với thị trường Việt Nam, đặc biệt là với lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Việc này sẽ vừa nâng cao chất lượng thị trường thuốc, vừa tiết kiệm ngân sách cho chính phủ Việt Nam. Ấn Độ cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước mình thực hiện địa phương hóa cũng như sản xuất thuốc tại Việt Nam. Như tôi được biết, Chính phủ Việt Nam cũng ủng hộ thương mại địa phương hóa sản phẩm và nhà máy ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng có những cơ hội lớn trong lĩnh vực này. Đâu là những rào cản trong quan hệ hai nước thưa ông? Chúng tôi cũng nhìn nhận được rằng có rất nhiều rào cản giữa hai nước.
Tuy nhiên, những rào cản này đang dần được gỡ bỏ bởi những nỗ lực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Ấn Độ. Theo đó, chúng ta có thể tối thiểu hóa những rào cản về mặt kỹ thuật và thuế quan. Như vậy, chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn, trao đổi hàng hóa nhiều hơn và tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Là đại sứ tại Việt Nam, ông có kế hoạch gì để thúc đẩy quan hệ hai nước trong tương lai? As I said, ours is a very vibrant relationship. Như tôi đã nói, chúng ta có mối quan hệ vô cùng tích cực. Chúng ta đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ, mối quan hệ an ninh bền chặt, cũng như hoạt động giao lưu nhân dân suối đông. Chúng ta cũng hiểu biết văn hóa lẫn nhau. Yoga là bộ môn phổ biến ở Việt Nam, và phim truyền hình Ấn Độ cũng được người dân Việt Nam yêu mến. Người dân Ấn Độ rất thích đến du lịch và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Số lượng du khách hai nước thăm lẫn nhau đang tăng mạnh. Ấn Độ cũng là một đất nước Phật giáo và được người dân Việt Nam quan tâm. Nên tôi luôn tin rằng chúng ta cần phải phát triển mọi lĩnh vực trong quan hệ của chúng ta. Thương mại và kinh tế là lĩnh vực hết sức quan trọng. Như tôi đã nói, lĩnh vực này giữa hai nước đã phát triển hết sức mạnh mẽ trong thời gian qua. Đây sẽ tiếp tục là mối quan tâm của hai nước và Đại sứ quán sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực này. Chúng tôi cũng đang hướng đến và thúc đẩy sự kết nối giữa hai nước. Hiện hai nước chưa có đường bay thẳng. Chúng tôi hy vọng có thể sớm bắt đầu đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Delhi. Chính phủ Ấn Độ và Bộ Hàng không đang nỗ lực để làm những thủ tục cần thiết nhằm sớm thiết lập đường bay mới giữa hai nước. Chúng tôi tin rằng đường bay mới sẽ đem lại động lực mới cho hai nước. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Năm 2017, hai nước Việt Nam Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tiếp nối xung lực mà hai nước đã đạt được trong năm qua. Năm 2018, lãnh đạo hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác với nhau. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật chương trình qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.